kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 11 tháng 9. Thưa quý vị và bà con, khối khí mát nén rãnh áp thấp là nguyên nhân gây mưa cho các tỉnh thành miền Bắc, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong đêm nay và ngày mai thì các hình thế gây mưa suy yếu nên trời tiếp tục nhiều mây, có mưa nhưng lượng mưa giảm hẳn nên nhiệt độ vẫn tương đối thấp, cao nhất vào trưa và chiều cũng chỉ phổ biến từ 28 cho đến 32 độ. Thưa bà con, chè là cây cho sản phẩm bút chè, thu hái nhiều lần trong năm với khối lượng chất xanh lớn. Bởi vậy thì cây trồng này cần nhiều chất dinh dưỡng. Vào mùa mưa đất đai bị rửa trôi, xói mòn. Hơn nữa thì bà con ít sử dụng phân hữu cơ mà chủ yếu bón các loại phân giúp cho chè xanh ngay nên thường chỉ bón phân đạm và phân kali. Tuy nhiên thì bón nhiều đạm làm bút chè tích nước, lá mỏng, nhanh thu hái nhưng cây chóng cỗi, sâu bệnh nhiều, nhất là nhện đỏ và bệnh phồng lá. Đó là những nguyên nhân chính làm giảm năng suất, chất lượng của chè búp. Do vậy, khi bón phân cho chè thì bà con cần chú ý là ngoài các chất dinh dưỡng đa lượng như là đạm, lân, kali thì các chất trung lượng như là canxi, magie, lưu huỳnh còn có các chất vi lượng như là đồng, mangan, bo, kẽm rất cần thiết cho sự phát triển của cây chè, tạo năng suất cao và giúp cây chè tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi. Tiếp tục với tình hình thời tiết thì rãnh áp thấp di chuyển xuống phía Nam nên trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời cũng chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt vào lúc trưa và chiều cũng giảm nhanh xuống mức là từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó thì các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trời chỉ có mưa ở vài nơi vào lúc chiều tối. Ban ngày thì trời vẫn có nắng, nhiệt độ cũng giảm hẳn. Nắng nóng hoàn toàn chấm dứt với nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều chỉ còn dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động sản xuất lưu thông của người dân. Ở phía Nam trong ngày mai thì gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn nên vào lúc chiều tối mưa xảy ra nhiều hơn, tập trung chủ yếu ở Nam Bộ. Trong cơn dông thì người dân cần đề phòng với các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn ban ngày thì trời vẫn có nắng, nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 32 cho đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Thưa bà con, tại một số tỉnh Nam Bộ thì cây ớt trồng được quanh năm và có thể trồng luân canh trên nền đất lúa hoặc chuyên canh. Chính vì vậy, tình hình dịch hại trên cây ớt phức tạp, nhất là vào mùa mưa. Đặc biệt thì bệnh thán thư trên cây ớt thường phát triển mạnh vào mùa mưa. Bệnh này xuất hiện ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây, nhưng thường gây hại mạnh nhất là vào thời kỳ cây ớt cho trái. Bệnh do nấm gây nên, làm thối trái hàng loạt. Để phòng trị hiệu quả bệnh này thì bà con nên áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp như là luân canh, không trồng cây họ cả ớt, chọn giống kháng bệnh, tỉa cành cho cây, trồng mật độ vừa phải, không nên bón thừa phân đạm, thu hái các trái bệnh đem tiêu hủy và sử dụng thuốc. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trị sâu bệnh trên cây ớt thì bà con cần chọn đúng loại thuốc, cần ưu tiên loại thuốc nguồn gốc sinh học có hoạt chất kháng sinh thế hệ mới vì có thời gian cách ly ngắn, ít độc với con người và môi trường. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 91%. Lưu xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía bắc của khu vực. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 32 cho đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 cho đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 84 cho đến 89%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.